Những việc mà con làm hại ngài quá nhiều rồi thưa ngài. Buddha, Buddha. Ta không nhớ gì cả. Buddha, chánh pháp và tăng đoàn đều ở sẵn trong tâm của mỗi người. Năng lực giác ngộ chính là Buddha, con đường đưa đến sự tỉnh thức, gọi là pháp. Người luôn giữ thân tâm mình trong chánh niệm gọi là tăng. Ba ngôi báo này luôn tồn tại trong tâm thầy. Bút ham Samra Nam Gacchani.